Cuộc chiến giang hồ, cuộc truy tìm tung tích Thành Cát Lộc Bảo Đao bị thất lạc nhiều năm, với nhiều tình tiết kịch tính bất ngờ. Hải đạo Tiêu Thập Nhất Lan. Là Tiêu Thập Nhất Lan đều tại tên Tiêu Thập Nhất Lan. Tiêu Thập Nhất Lan. Dừng tay. Giang hồ du hiệp, võ lâm đệ nhất thế gia, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tất cả bị cuốn vào vòng xoáy yêu hận tình thù. Tại sao vậy? Quyết quân. Thập Nhất Lan.